Bitcoin phục hồi khi nỗi lo vỡ nợ của Hoa Kỳ giảm xuống. Bitcoin và giá cổ phiếu Hoa Kỳ đã có một ngày tốt lành vào thứ Sáu khi các báo cáo về việc đóng cửa thỏa thuận trần nợ sắp được công bố. Giá BTC đã tăng hơn 2% trong ngày qua, trong khi đó, chỉ số Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng 1,23% và 0,89%. Theo các báo cáo, thông báo thỏa thuận sắp được công bố khi Nhà Trắng và các nhà đàm phán của Quốc hội đồng ý một thỏa hiệp về chi tiêu của chính phủ về thỏa thuận trần nợ. Trong số các khoản cắt giảm chi tiêu có thể là chi tiêu cơ bản của liên bang vào năm 2024 cùng với các khoản phân bổ của sở thuế vụ. Trong một tiết lộ khác, dòng tweet của Mario Namfa cho biết các nhà đàm phán đã đồng ý về việc tăng 3% chi tiêu quốc phòng. Ông cũng nói rằng các nhà đàm phán chủ chốt, cũng có thể bao gồm các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa hàng đầu, đã đồng ý về thỏa thuận về nguyên tắc vào ngày hôm qua. Ông chủ OpenAI ôm mộng thống nhất CeFi và DeFi. Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman đang thực hiện một sứ mệnh đầy tham vọng là tạo ra thứ gì đó độc đáo với WorldCoin, dự án tiền điện tử nhằm mục đích tạo ID toàn cầu bằng cách tặng mã thông báo tiền điện tử cho bất kỳ ai quét mống mắt của họ bằng quả cầu có tên TORB. Ý tưởng này đã thu hút rất nhiều sự hoài nghi từ ngành công nghiệp tiền điện tử vì yêu cầu các chi tiết sinh trắc học trong thế giới Web3 là một điều khó khăn. Quả cầu được cho là đóng vai trò trung tâm trong việc giúp WorldCoin cho phép mọi người tiếp cận nền kinh tế toàn cầu. Theo trang web WorldCoin, ORB là một thiết bị hình ảnh sinh trắc học xác minh một cách riêng tư và an toàn tư cách cá nhân duy nhất của một cá nhân. Để đăng ký WorldID và nhận được một phần miễn phí mã thông báo WorldCoin, người dùng phải truy cập nhà điều hành WorldCoin và xác minh tư cách cá nhân duy nhất của họ tại một quả cầu. Tuy nhiên, có thể sử dụng WorldCoin mà không cần đến ORB, bất chấp mọi hoài nghi xung quanh ORB. Các nhà đầu tư dường như đang lao đầu vào cơ hội này khi công ty huy động được 115 triệu đô la trong vòng Series C từ Blockchain Capital. Binance đổ bộ thị trường Thái Lan. Không gian tiền số tại Thái Lan sắp đạt được một cột mốc mới khi Gulf Binance, một liên doanh tiền điện tử của Binance và chi nhánh đổi mới Gulf Innova của Gulf Energy, đã nhận được giấy phép điều hành tài sản kỹ thuật số từ Bộ Tài chính Thái Lan. Các giấy phép cho phép công ty vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Quốc gia quản lý. Thông báo của Binance cho biết, Gulf Binance sẽ ra mắt sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số mới ở Thái Lan vào quý 4 năm 2023. Người đứng đầu khu vực châu Á, châu Âu và MENA của Binance, Richard Teng, cho biết. Giám đốc điều hành cũng nói thêm Thái Lan đã nổi lên như một quốc gia thân thiện với tiền điện tử, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tiền điện tử và chuỗi khối. Vào tháng 1 năm 2023, cơ quan quản lý tài chính đã đưa ra các quy tắc mới cho dịch vụ lưu ký tiền điện tử, yêu cầu tất cả những người giám sát tiền điện tử phải có kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra các sự kiện không lường trước được. Phantom gặp nguy khi Manti trên lộ nghi án scam. Phantom FTM, mạng lưới blockchain có khả năng mở rộng cao, đang phải đối mặt với tình huống bấp bênh do tiếp xúc với Manti chain, cầu nối cross-chain chính thức của nó. Một phần lớn trong tổng giá trị tài sản bị khóa TVL trên mạng lưới Manti chain đến từ Phantom, làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm tàng của những phát triển gần đây. Theo dữ liệu hiện tại, Manti chain có TVL khoảng 1,76 tỷ USD, trong đó Phantom chiếm tỷ lệ lớn nhất ở mức 36,7%. Tài sản trên Phantom là khoảng 1,66 tỷ USD, với gần 40% trong số này là tài sản được bao bọc của Manti chain. Stablecoin trên Phantom là USDC, với tài sản 191 triệu USDC và 82 triệu USDT, chủ yếu do Manti chain phát hành. Đây là tín hiệu đáng báo động trước những tin tức gần đây xung quanh Manti chain. Mặc dù thông tin chi tiết còn hạn chế tại thời điểm hiện tại, nhưng đã có những báo cáo cho thấy các vấn đề pháp lý tiềm ẩn liên quan đến nhóm Manti chain. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động của Manti trên đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Phantom do mối quan hệ tài chính giữa họ. Hackathon là kế hoản binh của Pico Team. Như chúng tôi đã đưa tin, Pico Team vừa mới thông báo sẽ khởi động một mùa hackathon mới vào đầu tháng 6 này. Đặc biệt hơn, sự kiện này lại xảy ra gần với ngày Pi Today, 28 tháng 6, ngày mà các Pioneer cho rằng mạng lưới Pi sẽ chính thức Open Mainnet. Tuy nhiên, một số Pioneer lại cho rằng thực chất đây chỉ là kế hoảng binh của Pico Team, bởi lẽ hackathon vừa mới diễn ra gần đây nhất đã gây ra nhiều tranh cãi khi những dự án chiến thắng dường như không có bất kỳ hoạt động phát triển nào. Bên cạnh đó, một nhóm khác lại chẳng mảy may đến hackathon, bởi lẽ theo họ, nếu tham gia Pi vì giá trị thì cũng chẳng cần Open Mainnet làm gì, bởi Pi chỉ cần tuân theo quy luật cung cầu từ thị trường. Cá voi NFT cay cú khi mất hàng trăm đô vào meme coin. Trong một diễn biến gây sốc, cá voi NFT nổi tiếng Psyduck đã chịu tổn thất đáng kể trong mùa meme coin đầy biến động.
Theo nền tảng phân tích lúc on trên, các giao dịch không đúng thời điểm của Sidex đã gây thiệt hại 78 ETH, tương đương 147.000 đô la, chỉ trong tháng 5 vì không meme coin nào mà anh ta mua có lãi. Cụ thể, người đàn ông số nhọa này đã mua Turbo, Ben, Psyop, Billy và một vài meme coin khác, nhưng anh đều phải ngậm trái đắng khi các tài sản trên liên tục mất giá. Tất cả đã khiến Sidex quay cuồng với những thất bại tài chính. Trường hợp của anh ấy như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro cố hữu liên quan đến việc đầu tư vào các thị trường đầu cơ và biến động cao, đặc biệt là trong thế giới không ngừng phát triển của NFT và meme coin. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipthoolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.